Chào tất cả anh em, thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu với anh em một cái máy kích cá đánh bộ. Này đánh bộ hoặc là anh em đi thuyền nhỏ cũng được nha, đi thuyền một người á, đánh 12V cũng được. Con này là máy 20D biến áp xuyến. Anh em hiểu rõ cho anh em. Đây là máy 20D biến áp xuyến, rất là nhỏ gọn anh em. Đặc điểm của biến áp xuyến là nhỏ gọn, tần số cao. Đây. Bị tranh đây là nam con B688, dưới là nam B688. Bên này cũng vậy. Thiết kế là cực kỳ đơn giản luôn. Cái máy này sản xuất ngày 16/8/2020. Đây là như bình thường á, là hôm nay em sẽ ra dây cho anh em băng keo lại. Là khi băng keo á, là khi anh em đi ngập máy dưới nước á, có nhu cầu mà đi đánh ngập máy dưới nước á, thì mình dùng băng keo. Mình làm đánh băng keo. Còn anh em mà đi máy bình thường không có nhu cầu ngập máy, chỉ có ví dụ nước vô mình đổ ra mình đánh tiếp á. Còn nói chung là máy nổi lỡ trường hợp mình trượt chân mình ngã đó, ước máy không sâu á, thì làm như thế này. Thế này thì nó tiện hơn băng keo nhiều. Băng keo thì mình phải băng keo, mình nói chung tùy vào cái nhu cầu của mình sẽ có làm ra nó khó như thế nào thôi, mình đạt thôi, chứ còn không phải là nhất quyết em sẽ làm ra dài hoặc là nhất quyết em sẽ làm ra cái cọc như thế này, là do anh em mình đạt. Còn máy đánh bộ thì anh đánh một số cũng được, em làm một số cũng được, hai số cũng được, ba số cũng được, bốn số cũng được, nhưng mà cả bốn số đổ lệ thôi, nhiều quá nhìn nó rườm rà quá. Đây, như thiết kế đây thì cái vật chính đây là vật ta phải nó làm thường thường nó làm với cò bốt của mình. Cái vật chính cố định 1, 2, 3 là ba kế để chỉnh nguồn nước, là vật ta trế của mình thay đổi tùy anh em mình thay đổi. Những cái dòng máy như thế này anh em thì đạt ra để đi đánh lương đánh lót là cực kỳ hiệu quả luôn anh em. Lương nó cứ nhảy tạt hết, bữa lót nó nổ tiếng đỏ lắm đó. Em có ghi chú dẫn bên này, thì sơ qua thì cũng giống như những máy bình thường thôi, những cái điều là em quay ra để anh em mình thêm có nhiều cái mẫu mới làm nó gọn nhẹ đẹp cho anh em mình thích, thì anh em mình tương tác cho em một like, đăng ký kênh đó. Còn về mấy cái dây trong này, từ trong máy ra là em đều dùng gen nhiệt hết nha anh em. Như thế này nè, gen nhiệt hết là em cho vào rồi mình hơi lửa là nó bó cứng ngắc hết, cho nên là khó về sợ cái vấn đề mà nó đứt cứ gãy trong đó, với lại là nó nhiễm nước anh em. Mình hơi lửa là nó rút lại, hơi lửa là rút lại. Thì con máy thì tổng thể của nó, như con máy này là 1.3 kg nam lợn, mà nó nặng này nặng vô cái hộp được thôi nè. Do là mình làm máy đi bộ là mình bỏ trong cái bình, anh em hay bỏ bình thuốc sao hoặc bỏ trong giỏ. Mình làm hộp nhôm á thì nó dễ bị cọ, có cái đầu cọc bình phía dưới. Còn mình làm hộp nhựa thì nó náo. Nó náo thì nó dễ bị chảy, thì nói chung cái nào nó cũng có ưu nhược điểm của nó thôi, chứ không có cái nào mà nó hoàn hảo được hết. Đó, thì em test sơ cho anh em xem. Cái này là quýnh nước suối, anh khách dùng để quýnh nước suối. Nước suối tram nó là đánh riêng trong khe luôn á, thì em sẽ em test với quả pin này. Đấy, quả pin này 27A. Đây kẹp nguồn thử cho anh em. Dây cò bóp đây thì em làm cò nám, có nghĩa là mình cắt nguồn từ ác quy á, chứ không có cắt qua relay hay là qua cái gì hết. Bởi vì mình cắt hầu tiếp á thì cò bóp nó sẽ ít nám hơn, nó nhạm hơn. Nhưng mà nó nhạm thì ngược lại là khi anh em mình để cái cò dưới nước á là máy nó cũng rất là dễ bị tự chạy. Còn thôi mình làm relay, nói chung relay cũng được, cũng phải đố keo đố đồ hết tùm lum hết, nhìn cái máy nó rất là rắc rối rườm rà. Đó. Nên là em chọn phương án là em làm như kiểu truyền thống là cứ cắt cò. Nó thì nó cũng không ăn vàng bao nhiêu đâu. Tùy theo, ví dụ như cái nước của anh em nước phèn mình đáng lẽ mình xề số 1, mà anh em đánh số 3 thì nó sẽ bị gông dòng, ngược lại là cái đây nó sẽ nóng. Còn anh em quýnh đúng số của nó thì nó không bao giờ nó nóng, không phải là không bao giờ nóng mà nóng rất là ít, không tới cái mức mà nóng bỏng dây tuột dây cả. Cái đó là một phần cũng anh em mình sử dụng nữa. Đấy, anh em mình lưu ý. Ví dụ đây là nước phèn thì cái đây là sẽ là nước nó tràn hơn một chút. Nước tràn hơn. Còn nước thứ ba đây á, mức đây á, là để đánh nước mưa. Nước mưa xuống thì anh em thừa biết là cái máy bình thường anh em đang đánh quýnh tốt, hoạt động tốt, nhưng mà khi qua tới cái mùa mưa á, thì thường thường là quýnh có nó giật rất là hẹp. Nhưng có nhanh tỉnh là bởi vì khi cái máy anh em mua một mức ốp á thì sử dụng được một mùa nó tốt thôi. Còn mà cái mùa kia á, thì nếu mà anh em mua cái máy hồi rớp ban đầu ở cái mức 3 đây một mức thôi thì anh em đánh mùa mưa tốt,
nhưng mà mùa nước vàng anh em quýnh máy cực kỳ nóng và cá chết nó cũng nhanh tỉnh, nó gồng năm máy đó. Còn anh em mà mua cái máy mà quýnh mùa nắng tốt như máy này hoặc là mụn vế có đệm đó, những cái dòng máy mà bán 700-800 triệu máy giống như kích cái kiểu ngoài anh em ngoài ngoài bác hay làm á, bởi vì nước ngoài họ nước nó ô nhiễm cho nên họ xề nó mức độ nước nó thay đổi nó ít hơn đó, cho nên là họ xề máy một vế có đệm là nhiều, mức ốp nó ghim ở một mức. Còn ở miền Trung, miền Nam, nhất là vùng Cao Nguyên á, là nước nó thay đổi liên tục thì mình phải xề nó biến những cái máy biến thiên như thế này. Biến thiên có nghĩa là mùa nắng tôi xề nước này, mưa mưa xa xa tôi xề nước này, còn mà mưa nước đục về á, là mình xề nước này, nó không có bị động, mình chủ động mình thay đổi nguồn nước nó khác, là cái ưu điểm của tệ so một cái máy mà đánh bộ người ta hay xề máy hơi vế hơn là máy một vế như vậy. Thì đó, thì em cũng sẽ test thử cho anh em xem. Đó, đây là tiếng máy, tiếng lúc không tể nè. Đây là lửa nè. Đó. Xúc. Xúc kẹp bình nha anh em. Đây mức 1 nè. Mức 2 nè. Mức 3 nè. Đó. Em thấy không? Máy nó hoạt động rất là tốt, tiếng máy kêu rất là đỏ luôn anh em. Anh em nghe quay hướng này anh em nghe rõ nè. Anh em có nhu cầu liên hệ đặt máy á, thì liên hệ cho em số điện thoại này 0981857767. Em quay kỹ cận cảnh lại cho anh em xem. Còn ngoài ra thì bên em là vẫn lắp máy lớn như thường nha. Những cái máy này là cái việc leo trước em đã có làm rồi. Video trước làm rồi. Anh em mình tham khảo, có nhu cầu ưng thì em để lại cho. Gió nó cũng mềm thôi chứ nó không có cầu. Đó. Còn những cái đằng kia thì biến ốp thì có nhiều loại lắm. Biến ốp mới thì phe Trung, phe Sài Gòn nhiều. Có những cái biến ốp cũ như thế này. Anh em sẽ thấy là biến ốp cũ đó, những biến ốp này cũ nhưng mà đó là biến ốp xịn. Anh em có nhu cầu ưng rót biến ốp xịn thì em làm biến ốp xịn cho. Biến ốp mới thì em làm biến ốp mới, mà đa số anh em hay chọn biến ốp mới, nhìn cái máy nó sẽ đẹp hơn. Đó, anh em cứ tham khảo, ưng thì có nhu cầu thì liên hệ em lắp rót những cái máy như thế này. Máy như thế này em đảm bảo với anh em là xài tầm cỡ một năm là thỏa mới vô tư đi. Máy em bảo hành 6 tháng. Nước vô thì không bao giờ vô được trong cái biến ốp hết. Chào tất cả anh em mình cảm thấy cái video này được thì anh em cho em một like, đăng ký kênh, chia sẻ nhiều cái video cho rộng rãi ra cho nhiều người biết hơn giùm em. Cảm ơn tất cả anh em.